Xin chào các bạn, trong cái video này cô Cảnh sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách làm lực cái trang sách như thế này để tạo ra cái hiệu ứng lực rất là bắt mắt và mình có thể demo một cuốn sách mình đã làm xong. Thì để làm được điều này thì các bạn vào ở trong Canva Pro như thế này ha. Và trong cái dự án mà các bạn làm xong một cái cuốn sách thì ở đây thì cái cuốn sách này Quốc Anh đã làm xong một cuốn sách về Coloring Book for Kids. Và bây giờ mình muốn demo một cái cuốn sách này nó lật từng trang như thế nào để tạo ra một cái hiệu ứng visual rất là bắt mắt ha. Thì mình sẽ click vào cái nút chia sẻ phía trên bên phải của màn hình. Thì trong cái click vào nút bên phải này thì các bạn kéo xuống dưới cùng và có cái chữ author hoặc là khác. Và các bạn click vào nút ba chấm này. Các bạn tiếp vào đây và trong cái ô search này thì các bạn nhớ search cái từ là symbol book cho mình và nó hiển thị lên cái icon như thế này nha. Sau đó mình sẽ click vào cái nút này thì đến cái trạng thái là mình sẽ chọn trang. Nếu trong phần chọn trang này thì mình sẽ chọn tất cả các trang mình đã thiết kế xong một cuốn sách này. Mình click vào là chọn tất cả luôn. Mặc định của nó là chỉ có chọn 10 trang thôi. Rồi ok, sau khi xong rồi mình click vào xong và mình click vào nút lưu. Thì cái quá trình chuyển đổi cái bản thiết kế của mình sang cái hiệu ứng đẩy bắt đầu. Rồi, sau đó xong rồi á, thì các bạn click vào nút xem trên Simple Book Let's Flip nha. Thì các bạn click vào nút này và mình sẽ chuyển sang cái phần demo của cuốn sách đấy như thế nào. Ok, sau khi nó chuyển sang, nếu mà ở đây là mình đã login vào trong cái tài khoản là Simple Book rồi nha. Thì nó nhảy qua như thế này luôn. Các bạn nếu mà chưa login vào Simple Book cái plugin này á, thì các bạn nhớ login vào trên Google của mình luôn. Ok, thì như vậy là mình đã xong rồi. Mình click vào cái biểu tượng của cuốn sách này mình đã làm xong. Rồi ok, thì nó mở ra cái preview của mình như thế này. Và các bạn click vào cái nút là full screen. Đấy, mình click vào nút full screen thì nó hiển thị trọn toàn màn hình luôn. Thì mình nhìn nó phê hơn. Ok, thì sau đó là mình sẽ click vào cái nút bên cạnh này thì cái cuốn sách nó lật từng trang như thế này nha. Thì các bạn thấy rất là siêu thực ha, rất là ok. Ok nhá. Đó, khá là tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy chưa? Ok. Rồi, quá đã đúng không? Thì các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn nhớ click vào nút like, subscribe cái kênh của mình và cho mình like và cảm nhận của các bạn ở trong cái video này như thế nào nhé, để cho thuật toán YouTube nó đề xuất cái video của mình và cái kênh của mình để giúp cho mình có động lực và chia sẻ cho các bạn thêm nhiều cái video tiếp theo hữu ích hơn nữa. Sau cái video này thì mình giới thiệu cho các bạn cái khóa học KDP Amazon từ A đến Z của Quốc Anh đã đóng gói một cách chuyên nghiệp và rất là bài bản để cho các bạn đầu để cho các bạn newbie á thì có cái cơ hội để mà học và thực hành ra kết quả nhanh hơn để tối ưu được thời gian và chi phí của mình ở trong cái quá trình công việc làm sách để mà tạo thu nhập thụ động cho cái công việc của mình. Đăng ký khóa học này thì click vào link bên dưới của video này, thì mình đã để link ở dưới ha. Rồi, thân ái chào và tạm biệt các bạn.